Cần Thơ vượt mức 3.000 ca nhiễm COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 14 tháng 8, thành phố ghi nhận 157 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 3.101 ca. Trong các ca nhiễm mới có 2 trường hợp sàng lọc ở cơ sở y tế, 106 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng và 40 trường hợp trong khu cách ly, 9 trường hợp trong khu phong tỏa. Tổng số ca mắc đến nay theo quận, huyện, Bình Thủy 970 ca. Ninh Kiều 789 ca, Cái Giang 510 ca, Thời Lai 315 ca, Ô Môn 269 ca, Thốt Nốt 105 ca, Phong Điền 100 ca, Cờ Đỏ 12 ca và Vĩnh Thạnh 7 ca. Các xã, phường, thị trấn có số ca mắc cao là phường Hưng Phú 418 ca, Bình Thủy 277 ca, Long Hòa 194 ca, An Thới 201 ca, Tân An 152 ca, Phước Thới 147 ca, An Bình, 137 ca; Cái Khế, 125 ca; Trường Xuân, 121 ca; Trà An, 106 ca. Trong ngày 14 tháng 8, tính đến 16 giờ đã tiêm 1.123 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay, có 243.917 liều được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Trong đó có 7.697 người được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19. Trong ngày, có 129 ca được điều trị khỏi, nâng số điều trị khỏi lên 1.120 người. Ghi nhận 2 ca tử vong, nâng số tử vong vì COVID-19 lên 45 người. Từ ngày 12 tháng 8 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8, lấy mẫu lần 2, toàn thành phố xét nghiệm nhanh cho 225.394 hộ dân với 353.684 người. Kết quả 152 mẫu gộp dương tính. Qua 6 ngày thực hiện chiến dịch, tính từ ngày 9 tháng 8 đến 16 giờ ngày 14 tháng 8, tại cộng đồng đã lấy mẫu cho 472.340 hộ với 749.671 người. Kết quả xét nghiệm PCR có 341 ca dương tính, đang chờ kết quả 106 mẫu.